Yeah. Đây. Đi Đà Lạt. Đây là mấy đứa mà nó đi cùng thầy cô, đi cùng tụi mình. Năm bạn. Hello mọi người. À vé nè. Có trời bé. Là 7 vé. 7 vé. Cái đây mình có 4A, 5A, 7A, 8A, 8A, 8A. Rồi 10, 11, 12. Rồi tất cả cái ai nằm cả hai nè. Đúng rồi. Chưa đang được chọn. Chọn mà. Rồi cô xin được nằm 4A, 5A, 7A, 8A. Em xin 7A. Ủa em có nó có giường tầng bên trên với lại giường nằm bên dưới đúng không? Ăn nằm bên dưới. A là phía dưới đó. À. Hào nằm trên hả? Trời. Chí già vậy. Nó lắc một phát hào nó rớt một cái là dẹp lép luôn á. Hào rớt một cái là đứa nào nằm dưới là dẹp nha, là dẹp lép nha. Hay là sân nằm dưới Hào đi. Nằm trên nằm dưới mọi người chọn đi nha. Ai nằm trên nằm dưới chọn đi nha. Em trên được mà dưới cũng được luôn. Nghe vậy? Bên động ở dưới em mới chịu. Anh cái này để dưới tầng này. À. Cái này là xe trung chuyển đúng không? À. Cách đây 3 năm thì tụi mình đi ban đêm, còn giờ đi ban ngày, coi ban ngày khác ban đêm như thế nào. Thấy bị trượt chân mém tí là lột cổ rồi. Bến xe Thành Bưởi. Giờ 2022 người ta có cái quy định là không có cho xe người ta, mấy cái xe đò người ta đậu trong thành phố nữa, cho nên giờ các nhà xe đều phải có xe trung chuyển khách từ cái bến xe đi tới cái xe chỗ mà xe khách người ta đậu. Đẩy vô, thấy chưa? À, cũng ít ra cũng có cái rèm để giữ sự riêng tư, cũng có tivi nữa nè, mà hình chắc không chiếu vậy đâu. À, lần đầu đi xe Thành Bưởi, thấy nó khác với cái xe mấy hãng khác là nó tới 3 dãy. Một cái dãy bên trái nè, dãy chính giữa nè, một cái dãy bên phải nè,
thì thường là cái xe khác á, nó không có mấy cái hàng này, là cái giường người ta là cái kiểu giường mà nó xuyên qua luôn, thấy được cái đầu ở phía trên luôn. Còn ở cái xe thằng bữa thì mình thấy nó có mấy cái chỗ, ví dụ như là cái chỗ gắn headphone, rồi cái chỗ chỉnh màn hình TV, rồi cái chỗ sẵn sàng nữa nè. Những cái này là những cái mà chỉ có trên cái dòng limousine mới thấy. Còn mà cái xe giường nằm phổ thông là không có mấy cái này đâu. Đây là cái chỗ để nước, còn cái chỗ để gì đó nè. Mấy xe khác là kiểu nó cũng không có rèm để che luôn á, thì vẫn có ba dãy giống như là xe như thế này thôi, nhưng mà nó không có rèm để che giữ sự riêng tư. Thấy cũng hay quá ha. Lần đầu đi Thành Bưởi nhưng mà ngồi ở đây thì chắc là không có quay được cái cảnh đi lên Đà Lạt rồi. Anh muốn đổi chỗ không? Cái đổi hả? Đổi ừ. Khi nào mà gần đến Đà Lạt chắc là sẽ xin đổi. Đổi với em nè. Đổi với em để anh quay cảnh lên Đà Lạt vào buổi sáng. Lúc trước cách đây 3 năm là mình đi vào buổi tối, xe chạy nhanh quá, dù thấy gì đâu. À, mấy đứa sau là thôi nó ngủ hết trơn rồi, kéo rẻm ngủ hết trơn. Thằng ngủ chưa? Chắc nó ngủ luôn rồi. Thằng ngủ rồi hả? Chắc hôm qua anh thức khuya quá ngủ không được. Nay dậy sớm quá. Nay dậy sớm cái hả im re ngủ hết trơn luôn, nguyên dãy luôn. Thằng ngủ rồi hả? Thôi chắc nó ngủ rồi. Miêu chanh ngủ rồi hả? Ủa ngủ rồi hả? Ngủ chưa? Xuân ngủ. Đâu? Nó đâu? À, à. Hello. Đâu Xuân đâu rồi, Xuân mặt buồn đâu rồi. Xuân buồn rồi. Mặt đơ rồi. Như nó bao nhiêu đâu rồi. À, Xuân nó để quên cái túi ở trên cái xe trung chuyển. À. Giờ nó buồn rồi. Ủa rồi sao ta mang lên cho mình? Ăn không biết nữa. Thôi à, cùng lắm thì đi Đà Lạt về rồi mày lấy à, lấy hàng ra. Xuân cửa chuồng Xuân, về gặp Xuân ra. Đâu? Mặt buồn ơi. Tới rồi. Trời ơi. Hả? Đây em đây. Trời ơi. Ủa cái tay của ai? À cái tay của Hào. Cái tay Hào dơ ra. Hào nó xuyên không quá. Đó mình sẽ đi vô hướng này đó. Nè mọi người, thấy cái biển nó hồng hồng không? Đó, chỗ mình ở đó. Chưa? Rồi đi thôi. Ờ khúc dưới này nè, khúc dưới này nè. Ngay đây nó có cái căn nhà gỗ nè mọi người. Ngay đây có căn nhà gỗ nè, thấy cũng hay á. Mấy đứa mà nó vẽ thực tế ở đây là hết bài. Rồi xuống thôi. Cuối cùng thì sau khoảng thời gian tầm 5-6 tiếng mình đã tới nơi. Có xài vậy? Dính cái đất dài. À hết hồ. Tưởng có gì gáy cái xe chứ. Đi thẳng xuống nha. Cà chua. Hả? Cái gì? Cà chua bọc dại à? Dại bi, lúc này nó chín là nó đỏ. À, ngon lắm hả? Đó, đây là miếng cái con dốc đặc trưng của Đà Lạt. Rồi. Bắt đầu trời hơi se se rồi đó. Nãy là còn thấy hơi có tia nắng, còn giờ thấy bầu trời nó hơi chuyển mây đen. Xe kìa mấy đứa ơi. Ôi, chết trời, trời ơi, binh đoàn luôn. Binh đoàn. Từ to tới nhỏ luôn kìa. Ghê dữ quá. Chào bà nha, tôi tên Sinh. Thầy hồi còn sống tôi muốn bà.
Đó, sân mây kìa mấy đứa. Bên tay trái. Đó, bên ai rồi? Cẩn thận nha. Rồi. Đó. Rồi bây giờ mình vô nhận phòng. Chào mọi người, đây là cái phòng mình ở nè. Tên nó tên là Mây Trắng. Và đây là mình muốn cho các bạn xem cái trước cái cửa phòng nhà mình, cái quang cảnh. Mọi người thấy nó rất là đẹp không? Có những cái chậu cây cô chủ set up rất là dễ thương. Những cái chân rồng và cái sen đá. Mình giờ lạc á thì mình không thể nào mà không thấy cái cây sen đá được đúng không? Đây nguyên dàn sen đá luôn. Rất nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng và có những cái loại sen rất là lạ luôn, mình chưa giờ gặp luôn. Cái chậu sen này nè. Đó, dễ thương lắm, mình sờ hoài luôn. Cái te. Sen đá bộ sưu tầm luôn ha. Nhà cô có một cái cây cây bơ rất là to nha mọi người. Cái gì cái gì? Kim bơ, bơ Đà Lạt. À. Đây trái đó mọi người đó. Đẹp không? À, có trái thiệt. Ừ. Trái này trái kiển nè. Nó nhiều nhất ở trong cây kìa. Cây nó nhiều luôn. Xê quá ha. Dạ. Rồi. Rồi, mình sẽ dẫn mọi người xuống ở lầu nha. Thực ra ở chỗ homestay này mình thấy nó có cái view nhìn ra cái khu vực mà thung lũng đằng kia kìa. Đó, nhìn thấy rất là chill. Ai mà sáng sớm hay là hoàng chiều chiều nọ đồ ra đó uống cà phê bá cháy luôn á. Ừ. Nhà cái bên người ta đang xây nên là tiếng cắt cưa nọ đồ nó hơi có âm thanh một chút. Nhưng mà cũng không đến nỗi mà quá lớn, âm thanh quá lớn đâu. Đó. Nè, đây là góc đang ngồi nè. Mình thấy góc này là góc nhìn ra được nhiều thứ hơn á. Rất là rộng, nhìn được quang cảnh rất là lớn. Bên này thì có nhiều nhà, bên này thì nhiều cây hơn nè. Ở dưới là thung lũng nè. À. Đây là sườn đồi. Ông đi xuống nè. Ok. Thôi, mà tụi mình sáng sớm mình ngồi uống cà phê. Khá là mát mẻ ha. Đây, phóng tầm mắt ra. Thôi, bá cháy. Đó. Gió hội hiu hiu. Chỗ này ai mà có cái bạn bè rủ đi ra đây tụ tập rồi ăn uống thôi, quá tuyệt vời. Đó, đây là các cái dãy phòng nằm ở bên dưới. Đó, có cái ghế cho ngồi nè. Một súng anh. Hồi nãy là anh chưa quên quay cái chỗ là ngồi nướng nha. À, nướng ở chỗ đó. Đó. Có cái lò để nướng đó đó. Đó, đây là cái bồn rửa tay. Chỗ cô á có rất nhiều chỗ để ngồi luôn á. Để xe nè, để mũ nè, khách có thể tự lấy. Cái hồng hết trái rồi. Ồ, oh, góc kia thấy hấp dẫn kìa. Em. Ồ. Hay nha. Đúng rồi. Đà Lạt á có một cái đặc biệt đó là những cái nhà người ta xây một sát sườn đồi và ta có thể xây lên bên hông sườn đồi luôn và nó tạo ra một cái khung cảnh đó là nhà nó mọc lên tầng theo sườn đồi. Đặc trưng của Đà Lạt. Xen kẽ giữa các ngôi nhà thì có những cái cây thông á nhìn rất là đặc trưng Đà Lạt. Không phải nơi nào cũng có đâu nha. Em thấy cái này chỗ này được á. Chắc là em chắc là em vẽ nó đi. Em cũng tính nói, em nhìn cho là em muốn vẽ liền. Bây giờ em sẽ bắt đầu. Mọi người cùng xem như vẽ cái khung cảnh này coi nó sẽ như thế nào nha. Rồi, ok. Đồ đang để bên này nè. Đó, đeo để nè. Rồi, ok. Đây. Mình sẽ vẽ ở đây ha. À, đây ghế là đồ đây. Mình chuẩn bị cho theo nè. Đi Đà Lạt ở ngoài thì mang rất là nhiều áo lạnh. Tại vì ở đây á,
ban ngày á thì ấm, mình thấy các bạn thấy nắng không, nhưng mà ban đêm á thời tiết giảm xuống còn mười mấy độ thôi, cực kỳ lạnh cống luôn. Và mình phải vác theo rất là nhiều món, trong đó thì có những cái món như là tất nhiên là màu nè, bản vẽ nè, giấy nè, cọ nè, và đây là những cái đây là cái bộ đồ nghề của mình. Mình muốn cho các bạn xem thử hôm nay là mình sẽ mang theo cái màu gì nha. À, đây là cái đồ đựng nước mình dùng để đựng nước rửa cọ. Ừ. Rồi. Đây là bình xịt mũi nha, không liên quan nha. Mình sợ mũi đúng cắn. Đúng đồ nghề luôn ha. Thôi được rồi, em bày ra đi ha. Rồi mình sẽ. Được rồi, ok. Ồ, cái cẳng này anh thấy nó lớn lắm á. Ừ. Bây giờ em phải vẽ hết luôn á hả hay sao? Không, mình sẽ tính tới phương án là mình sẽ vẽ một góc nào đó thôi. Chẳng hạn như cái cảnh mình chụp lại này cho các bạn xem ha. Ví dụ khúc này nó có nhiều công trình nhà cửa này, nhưng mà mình chỉ vẽ cái bên phải thôi. Cái khúc này mà nó có cái mấy cái thông chỉ lên đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi cái này á nó có một cái góc đẹp hơn bên tay trái của mình, tại vì nó có cái hình chữ xe ngược, mà bạn hiểu là số 7 cũng được nè. Thầy Long thấy không? Nó tạo thành cái hình zigzag. Đúng rồi, chính xác. Hoặc là mình nếu mình vẽ ra thì nó thành zigzag. Còn bên này thì nó lại có những cái nhà chung cư, nhà cao tầng này không có đẹp. Mà mình sẽ không có vẽ góc bên này. Nó bừa bộn quá hả? Đúng rồi, chính xác. Mình sẽ vẽ bên này thôi. Ok. Chuyển thôi. Di chuyển thôi. Đầu tiên là mình phát thảo bằng nét chì trước để mình căn chỉnh bố cục. Và có những cái mà mình không muốn đưa vào bài á, như là những gì mà nó nhỏ nhặt quá hoặc là nó không cần thiết, thì mình sẽ lọc ra bớt trong bước này ha. Thì các bạn biết đó, thì vẽ ngoài trời á, mình không có thể nào mà mình kiểm soát được cái ánh sáng, ánh nắng cũng như là gió. Cho nên trong cái clip này của mình, các bạn thấy là có những cái vệt sáng nó chiếu trực tiếp vào bài của mình, khiến cho mình nhìn hơi bị khó. Nhi lúc đó vẽ Nhi cũng rất là khó nhìn, tại vì nó bị chiếu ngay trước mặt luôn. Và cái góc nhìn của Nhi á, góc Nhi ngồi á là nắng nó chiếu thẳng vào người luôn, cực kỳ nắng. Đây là cái bức là Nhi đệm cái lớp lót nha mọi người. Bầu trời á thì mình đệm một ít màu ấm lên. Đất á thì Nhi đệm cái những cái màu nóng để tạo cái lớp đất trước. Màu này Nhi sử dụng màu nâu cam. Và những cái mảng cây á mình sử dụng màu xanh đậm ha. Cái màu trời á mình lót màu ấm như vậy á là để sau này mà mình lên những cái màu xanh của da trời, hay là mình lót những cái lên cái màu trắng của đám mây đi, thì cái màu của mình nó không có bị non quá. Khúc này là mình đang lót những cái mảng màu của các căn nhà cũng như là cây ở xa nè. Cái video này mình đang bật chế độ chuyển động nhanh, cho nên là các bạn có thể chiêm ngưỡng được cái cảnh mà mây bay trôi đi rất là hấp dẫn ha. Và cũng là may là thời tiết Đà Lạt tháng này mình đi á, nó rất là dễ chịu. Ban ngày thì trời nắng, ban chiều á thì trời se se lạnh thôi, và ban đêm thì trời hơi lạnh một tí. Nhưng mà đêm thì mình không đi vẽ nữa, chủ yếu là đêm á tụi mình đi chơi, đi ngắm cảnh là nhiều. Các bạn có thấy là trời nó đang chuyển tối rất là nhanh, và mình vẽ hả, mình phải vẽ ráng kịp cho kịp trời tối mọi người. Đây chỉ là cái tranh ký họa, cho nên là cái nói về mức độ mà trau chuốt á, thì nó không thể nào như một bức tranh sáng tác trong cái xưởng vẽ được. Nhưng mà dù gì nó cũng phải có một cái điểm nhìn, cho nên là những cái căn nhà ở gần á, thì Nhi chọn làm điểm nhìn trong tranh. Và những cái căn nhà này thì mình vẽ kỹ hơn một chút. Còn những cái nhà ở xa đó thì mình quy về một mảng thôi, quy những mảng sáng có lớn thôi mọi người ạ. Mấy cái mảng cây ở gần á mình cũng gợi để cho nó tạo được cái hiệu ứng cây ha.
là may cái homestay của Nhi ở á, cái góc nhìn này có thể thấy được cái phong cảnh Đà Lạt, một góc rất là đẹp luôn, như là trong cái đầu video Nhi có nói á. Chứ nếu mà không á hả, là mình phải ra đường, mình tìm rất là cực và mình ngồi ngoài đường á. Mà các bạn biết á, Đà Lạt á, ban trưa á, thì nó ấm ấm, nhưng mà ban chiều á, từ 3 giờ trở đi á, thì thời tiết á, nó tự nhiên nó lạnh hẳn đi. Cái lúc này là lúc hơi tầm giờ chiều nè, lúc này hả là nó lạnh xuống rồi, và Nhi ngồi một chỗ á, mình không có cử động á, cho nên là mình không có di chuyển mọi người à, cho nên là cái cơ thể mình nó bị lạnh đi, và tay Nhi lúc này nó hơi cống luôn á. Nhưng mà cũng phải ráng vẽ cho xong nha mọi người. Và các bạn có thấy không, là một chút thôi là tự nhiên cái trời nó tối thui, cái cảnh ở xa nó cũng tối thui, và hả đèn người ta bật lên hết. Cũng may là khúc này là Nhi cũng vẽ xong rồi. Đó, đây là mình vẽ thực tế, cho nên mình thấy được cái sự vất vả của những người đi vẽ thực tế. Lúc này là mình không còn nhìn thấy gì nữa, cho nên là mình chỉ có thể vẽ bằng cái trí nhớ kèm theo sự giúp đỡ của cái điện thoại. Tức là mình đã chụp hình lại cái hình này trước khi mình vẽ bài này để mình lưu giữ, phòng ngừa cho trường hợp là mình vẽ không kịp. Đó, may quá đi. Dạ, hôm nay tự nhiên cái hứng lên cái muốn quay. Tự nhiên đây là mình giới thiệu mọi người, đây là chủ của homestay Sân Mây nha. À dạ, cháu thấy view của khách sạn rất là đẹp, cho nên là muốn lưu giữ lại cái khoảnh khắc này. Dạ. Đây là bức tranh con vẽ xong nè. Đây là view của homestay của mình. Dạ đúng. Trời. Đây là view đó, vẽ từ sáng giờ đó. Dạ. Yeah. Mốt là tụi cháu đăng clip này lên mạng á. Dạ. Rồi chú cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Thực ra là cũng cô cũng hỏi từ sáng giờ rồi, xong cũng nhờ cô hỗ trợ một vài cái, ví dụ như đèn đóm rồi này nọ đồ. Sáng thì không thấy chú. Dạ. Yeah. Đây, đây là sản phẩm cuối cùng. Buổi chiều hôm nay trời lạnh cống, coi tay của tôi nè mọi người, lạnh quá trời lạnh luôn. Đâu? Rất đồ quá trời nè. Đồ đạc lĩnh cứng. Coi nè, tính là phải mang bao tay để vẽ nha, nhưng mà mình đã không mang, tại vì mang bao tay rất là khó vẽ, nên là mình để tay không mới vẽ cống quá trời. Cô Nhi nhận xét một chút về cái buổi vẽ hôm nay đi, đó là học trò của mình á, học trò của thầy Long và cô Nhi. Ôi trời ơi, tác phẩm nào đi? Còn nào đây? Ai vậy? Ai vẽ chưa? Mới vẽ xong tức thì, vẽ từ sáng tới tối, trời ơi. Tức là mọi người, nếu mà vẽ ngoại cảnh, mọi người sẽ phải cố gắng vẽ thật nhanh. Mình biết là có những cái mọi người sẽ vẽ chưa có gọi là khó xử lý, nhưng mà có những cái xa đó mọi người nên buông bớt đi và nên tả chi tiết ở khoảng gần để cho cái bức tranh mình nó hoàn thiện nhanh trước khi mà màn đêm buông xuống. Tại vì màn đêm buông xuống là mình không có thấy được cái gì nữa, đang thu như kia kìa. Đúng rồi, đó, mọi người thấy không? Mấy cái đèn sáng như đom đóm vậy thôi, chứ thấy gì nữa đâu. Đó. Mình phải vẽ lại bằng cái trí nhớ của mình á. Và cũng may là mình đã hoàn thành xong trước khi chưa kể là tối hẳn. Chưa kể là Đà Lạt nó còn lạnh nữa, không có như các địa phương khác. Đà Lạt tối đến nó lạnh quá trời luôn, sương xuống á, tay cống hết. Bây giờ mình đang chuẩn bị dọn dẹp để đi ăn cơm. Thôi, để lát nữa ra ngoài kia quay cái cảnh mà phía trước của cổng. Mình xin mời mọi người cùng mình đi dạo một vòng quanh cái homestay mình ở nha. Đây là các bạn đi cùng mình nè. Và bên này là cô chú trồng rất là nhiều cây nha, mình cực kỳ thích luôn mọi người ạ. Cây rất là đẹp. Và ở góc độ này á, các bạn có thể nhìn thấy Đà Lạt từ xa. Đà Lạt ban đêm cực kỳ đẹp, có rất nhiều ánh đèn.
Và đây là hướng ra vào chính nha mọi người. Đây là cổng chính nè. Bên hông bên phải á, cô chú có đặt một cái cây thông Noel lắp lên ánh đèn. Và bên cạnh có một cái trụ điện được decor. Bên trong có những cái hạt tuyết rớt xuống á, cực kỳ hấp dẫn. Và nhờ cái trụ điện này á, mình cảm giác như là mình thật sự đang hưởng thụ một cái mùa đông lạnh giá ở Đà Lạt, nhưng mà có tuyết nè, tuyết giả nha. Bên hông cái homestay này á, thì có cái dòng chữ bằng tiếng Nhật nhưng mình không có hiểu đâu, mình thấy nó đẹp thôi. Có lẽ là cô chú là cái kiểu người rất thích cuộc sống tối giản, và cách trưng bày bên trong cũng như bên ngoài căn nhà cực kỳ gọn gàng ngăn nắp luôn. Chúng ta hãy thử ra bên ngoài đường nhìn vào ha. Từ góc độ này các bạn nhìn thấy căn nhà cực kỳ ấm áp, vì bên trong cô chú đặt rất là nhiều đèn nhấp nháy và đèn luôn sáng. Mình thích cái cây đó quá mọi người, mình cứ đứng măng mê hoài luôn á mọi người. Rồi, mình mời mọi người vào bên trong ngôi nhà, chúng ta hãy cùng khám phá thêm một cái phần đặc biệt thú vị nữa mà mình vừa mới phát hiện, đó chính là ten ten. Đó chính là cái chậu cá của cô chú được decor thành hình cái chiếc tivi có anten nè mọi người. Mọi người có thấy nó hay không nào? Mình mới vô mình thích luôn rồi á. Rồi, chúng ta hãy dừng video ở đây và chúng ta sẽ gặp lại vào những cái video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.